NG này, nộ này, đúng rồi, bây giờ nó được nộ rồi anh em ơi. Không thể tin được anh em ạ, mạnh đấy. Nếu như anh em đang cần tìm một giả lập chơi game trên PC vừa nhẹ vừa mượt lại còn có thể auto như thế này thì hãy tải luôn LD Player ở đường link dưới phần mô tả video anh em nhá. Đây là vị tướng NG anh em ơi, kỹ năng làm suy yếu kẻ thù, tuyệt kỹ sử dụng sinh lực của bản thân nhưng gây ra một lượng sát thương khổng lồ. Nghe lời giới thiệu cũng căng thẳng đấy anh em ạ. Đây, có cái sự kiện chiêu mộ hàng giờ thì mình sẽ quất luôn anh em nhá, miễn phí một lần này, bỏ qua luôn. Lần miễn phí chắc không được cái gì đâu, thôi thì mình sẽ phải đổi quà thôi. Ở đây thì mình thấy có cái gói 499 này là ok, tính ra là nó lời nhất nếu như mà chơi sự kiện rồi. Thế cho nên là mình sẽ all in anh em nhá. Anh em có thể nhìn thấy là mình đã quất lên VIP 8 rồi là biết rồi đấy. Và ở trong túi của mình thì mình đã vã thêm 4 cái vé 499 nữa anh em nhá. Thế thì bây giờ mình sẽ đổi quà thôi. Ôi ôi, game khéo thế. Đổi quà nghe thật là mùi mẫn anh em ạ. Tiếp tục phát nữa này. Ok, nhưng mà không sao anh em nhá, nếu như anh em nào mà xác định đua top thì cái gói 499 này là ok like nhất rồi, vì nó có thêm kim cương nữa. Trong cái sự kiện mà chúng ta chưa mô hạn giờ tuần này thì nó còn có một cái sự kiện kèm theo là cái sự kiện tiêu phí kim cương, thì chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng kim cương để đổi lấy những cái vé trong này này. Đó, ngon là cái đào luôn. Chắc là mình vẫn phải dùng kim cương để đổi thêm anh em ạ, nhưng mà cứ chưa mô 160 lần cái đã. Nếu như mà ra được trong 160 lần này thì nó lại ngon luôn đúng không? Bolonic 10 anh em nhá. Ấy à, 5 mảnh này. Ô, 5 mảnh luôn. Nhiều phết nhỉ, có cả mảnh anh em ạ. Tiếp tục. Ồ, có mảnh Maki rồi này. He he. Ô, ô, ô. Ô. Ờ, Shinobu à? Mình cứ tưởng là NG anh em ạ, cay thế. Ô, mảnh Giu ngon quá. Mình đang cần tìm kiếm em đấy anh em nhá. Thêm 10 mảnh nữa đi. NG x10 phân nữa nào. Ô, NG cũng có này, Gara các thứ này. Ai đây? Ai đây? Ai đây? Ace. Oh my god. Căng vậy. Được nhỉ? Thêm một anh Ace nữa là cũng ok là đấy chứ. Giá như mà nó cho một con SR gì khác ngoài Ace thì hợp lý hơn. Bởi vì Ace thì mình đã đủ phôi để mà nâng cấp lên được 6 sao rồi. Ai đây? Vãi nổi Aokiji anh em ạ. Oh my goodness. Tiếp tục. Hả? Oh my god. Nó chưa ra anh em ạ. Chắc chắn là phải cần thêm 3 lần nữa anh em ơi. 3 lần nữa thì mình sẽ dùng kim cương để đổi luôn. Lần nào cũng đang có sự kiện tiêu phí kim cương mà. Dùng ở đây là cũng hợp lý rồi. Đấy, tiết kiệm được một chút thóc lúa anh em ơi. Ơ, đâu rồi? Ủa? Chưa đổi 3 phát mà, đâu rồi? Phát ra mà lại à? Chưa một giới hạn. Đây rồi, cứ tưởng. À, phát nữa đi. Thêm một em SR gì đi. Oh my god, thế lần này là chắc chắn là ra NG rồi còn gì nữa. Kinh nhở, trông ngầu phết đấy chứ anh em nhỉ. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ check qua sự kiện tiêu phí kim cương một tí nha anh em. Hồi lại được 500 kim cương này, 10 vé nghiên cứu cao cấp, ok đấy. 1.000 kim cương luôn. Ui trời, con lành cành nào tính ra là cũng lời được khoảng 10% anh em nhá. Đây rồi, và em NG của mình. Đây, để cho anh em xem về cái skill tuyệt kỹ của nó nha. Tấn công toàn bộ kẻ địch khi sử dụng sẽ mất 15% sinh lực hiện tại của bản thân. Tăng 20% tỷ lệ bạo kích trong 3 lượt nếu sinh lực bản thân dưới 50%, sẽ tăng thêm 20% tỷ lệ bạo kích. Nếu sinh lực mà dưới 20% thì hồi 10% sinh lực tối đa. Và cái bi động của em nó thì có giảm sát thương cho bản thân này, tăng 20% tấn công nó hơi bị cao luôn anh em nha. Trùng sinh Ace tạm vậy, bởi vì ngoài Ace ra thì chưa biết trùng sinh em nào nữa. Tiếp theo là trùng sinh XP anh hùng này. Xác nhận luôn, tăng cấp nhanh cho NG, đột phá ngay, lên được tím cộng 1 nè. Tiến xa một phát, lên được 4 sao anh em ạ, lên được 5 sao thì hơi khoai, không mong chờ gì đâu. Ngọc ma thuật tùy chọn đúng không? Thế thì chắc chắn là mình sẽ sử dụng cái phần kỹ năng này rồi. Bởi vì em NG đấy nó là hướng kỹ năng, thế cho nên là rất cần những cái ngọc ma thuật kỹ năng đấy anh em nhá. Kỹ năng mình sẽ ưu tiên cho cái tuyệt kỹ trước này, 1, 2 này, 3, 4 này. Còn lại 3 skill này thì mình sẽ nâng đều, một phát này, 7% công kích này, ok. Ưu tiên một cái bị động này trước này. Rồi, đánh với bạn này là 170k đi. Ok, trông cũng lực điền phết anh em ạ. Maki bên kia đánh có vẻ không thấm lắm. Khi mà em Yuchi của mình nó vẫn phòng thủ khá ngon nhá. Để tốc độ x2 đánh đấm cho nó sướng anh em ạ. Geto thì vẫn cứ làm được. Với cả anh em nhìn thấy trong đội hình của mình thì mình cũng đã bỏ em Gara vào rồi. Mình thấy em Gara là một trong những em tướng khá là trâu và khó chịu, lại còn choáng với các thứ nữa, ngon lành thế nào phết anh em ạ. Mục luôn. Rồi, bên kia thì có Vegeta nộ lên nhưng mà không ăn thua cho lắm, nhưng mà team mình khá là trâu với kích hoạt được 4 cái nội tại liên quan đến phòng thủ, tăng được 20% phòng thủ thì khá là ngon với em Giu. Giu Giu làm gì đây? Wow, em Giu của bạn đấy sức sát thương khá to nha anh em ơi, không thể đùa được. Trời ơi, Geto của mình nằm xuống rồi, thế là mất ngay đi cái hiệu quả tăng sát thương. Nhưng mà em NG từ nãy giờ thì đánh thường chơi thấm nha. Rồi, cú nộ của em NG nộ toàn thể kẻ địch xem như thế nào nha. Ok, ok,
Cố lên nào, Yuchi có nộ trước, Maki thì bạn ấy bắt đầu xoay. Tố bự team mình thì còn hồi sinh thêm được một lần nữa thì phải, đúng rồi. Và bây giờ thì Yu team bạn tiếp tục là nộ nhanh vậy. Vừa nộ mà. Trời ơi, cú thực sự, rồi luôn. Không thể tin nổi anh em ạ. Vai, vai. Hồi sinh đi. Lại đến lượt thằng Gara nữa anh em ơi. Em một trong hai thằng lại bị choáng rồi. Rồi luôn. Rồi, thế nhở. Ok. Rồi luôn ạ, à, em Yuchi bên mình thì không kịp hồi sinh nữa, hồi sinh không đủ nhau. Nhưng, cái gì thế này? Uầy, what the hell? Nhưng mà NG mạnh nha anh em. Căng vãi cả trường luôn ý. Đùa đâu, để mình xem tốc độ của em nó như thế nào. Tốc độ 188 là cũng khá cao rồi đấy. Ồ, nếu như em này mà được nộ thêm một phát thì ngon lành cành đào này. Uầy, mình không ngờ là cái chiêu cuối của em NG này mạnh đấy anh em ạ. À, không đùa đâu. Tấn công toàn bộ kẻ địch nhá. Mất có 15% sinh lực thôi. Ở meta này khi mà một số em tướng nổi lên như là Maki hay là Yuchi ấy, thì chúng ta rất cần những em có khả năng phòng ngự trâu. Mà em này vừa được cái là vừa phòng ngự trâu mà nó lại gây ra một lượng sát thương siêu to khổng lồ phết ấy. Đùa đâu. Ok, để mình nâng thêm cái cấp cho cái trang bị của em Gara của mình cái. Củ hàng trước cho nó trâu bò hẳn luôn. Đỡ thêm một chút đòn để cho em Yuchi có thể đấm được. Hy vọng rằng là sẽ đánh đấm được thêm mạnh mẽ hơn anh em nha. Đấy. Rồi, hết những cái trang bị thừa ở đây đi. Ok, cho mình bay máu hết, mấy bộ này hơi củi. Rồi, lên được cấp 11 nó cũng ngon rồi anh em ơi. Mình sẽ cho đi hết mấy cái bộ kiểu lục với cả lam nhá. Chỉ giữ lại bộ tím trở lên thôi anh em ơi. Lên được cấp 11 luôn. Ui, ăn nhiều lượt chiến hề. Đâu nào, 22k rồi nè. Ủa, nay nó hiện lỗi sao nhỉ anh em nhỉ. Tiếp tục, nâng lên là bao nhiêu? 14 à. Cũng được, tăng thêm một chút chỉ số phòng ngự khá ngon anh em nha. Đấy, thế là cũng ok đấy. Xem nào, 173k để mình chiến rồi. Giờ thi đấu một trận nữa xem như thế nào đây. 170k này. Wow, ông này là 192k này. 185k này. Căng thế nhà, đổi xem có ông nào tầm 170k đổ lại không. Wow, 14 cái áp lực chiến nhanh thực sự luôn ạ. À, có bạn này 174 này. Mình nắm thử xem như thế nào đây. Ok, đội hình của bạn ấy thì có Sanji này. Hơ. Wow, không có Maki. Ui. Cái gì đấy? Ổn vậy? Ra một fan game tôi với mình đi luôn ạ. Hay thế nhở. Thổi luôn. Ây à, khá là trâu nha. Team bạn là mình thấy đâu đó là 4 thủ ấy. 4 thủ thì tăng được thêm 20% thủ cho mấy cái thằng tướng phe phòng ngự ấy. Cũng căng. Rồi. Nhưng mà em Panda với cả em Gara của mình thì được cái là khá là trâu. Ok. Sumaki team bạn thì đánh căng nhở. Ghê vậy. NG này nộ này, đúng rồi, bây giờ nó được nộ rồi anh em ơi. Vãi cả trưởng cái gì đấy. Không thể tin được anh em ạ. Mạnh đấy. Vãi nồi, ngon anh em ơi. Đó, hiện tại đang có sự kiện chưa muộn giờ. NG thì thực sự luôn là nếu như anh em nào mà đang đua top giống như mình ạ. Ở đây không biết là có anh em nào đang đua top hay không, nhưng mình nghĩ là sẽ có nhiều ấy. Vì trong server của mình là các ông cũng đua top mọi lần bùng nổ gắt cao ra phết. Thì nên lấy vị tướng NG anh em nhá. À, căng thực sự anh em ơi, không thể tin được. Sức sát thương của ông này gây ra cũng ra gì và lầy lọ anh em ạ. Ghê đấy, đấy là mình còn chưa kết hợp thêm cái em NG này với một vị tướng kỹ năng nào khác này. Nếu như mà có thêm kỹ năng nữa ở trong cái đội hình của mình ấy thì sẽ tăng được thêm 10% sát thương tuyệt kỹ và bí kỹ nữa. Lúc đấy cũng ghê đấy anh em ạ, không được đâu. Ôi, ngon nhở. Thôi bây giờ mình cứ lấy thêm sinh lực với cả phòng ngự ở đây là cũng được. Tướng này nó vừa trâu, chịu sát thương càng nhiều tốt. Nếu như em NG này của mình sau này mình nâng cấp mạnh rồi mình cho nó lên hàng đầu luôn, kích nộ cho nó nhanh. Kích nộ nhanh là xã ung tì tìm bạn nữa. Làm hết anh em ạ. Ôi ngon nhỉ. Anh em thấy cái tướng NG như thế nào thì nhớ để lại comment ở bên dưới cho mình biết với nha. Chúc anh em chơi game vui vẻ và đừng quên đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều video mới về tựa game siêu anh hùng đại chiến nha.